Ok, game nhà bè đã trở lại với The My Mix nha. Thì cái trò này nó cuốn hơn tụi mình nghĩ, nên tụi mình sẽ một ngày ra một clip về The My Mix nha mấy bạn. Do clip kia, ai đây, cho vô đi. Do clip kia đã được trên 5 like nên mình sẽ tiếp tục làm video mới nha mấy bạn. Được 7 like. Biết ai like không? Tất cả những phụ của mày và tao rồi kia thoát ra kìa. Ủa bắt đầu nha mấy bạn, thì mình cho một người lạ vô mốt với mình nổi tiếng rồi nó sẽ rất là mừng gì đó, từng chơi người nổi tiếng kiểu mốt á, đang nhìn thấy video ôi thằng này nổi tiếng đó mình chơi nó nè. Sau lần trước thì tụi mình á vừa mới thoát khỏi khách sạn rồi tụi mình đến đây, nói chung là game như cứ á không có cốt, nhìn không hiểu rõ cốt truyện nguồn về hết. Ok, muốn nhìn cái gương. Lần cuối cùng sao hàng đó đen vậy, Thấy trắng à? nhìn nè. Cái gì vậy? Chuột Người thấy đúng không? friend thấy nó như cục cức á, đây phải là chapter 2 vậy trời. Kìa. Đúng rồi, chính là chắc cơ hai. Kìa, Đó, hồi bữa mình nó chơi kìa, này nè, run. má chạy đây hết sức rồi, Run. chạy lên chạy lên chạy lên, Con này nó nó chỉ đi đi. tuần ở trên đó à, ở dưới rồi à. Hồi trước tao lâu lắm rồi tao có chơi, mày chạy lên đây là mày an toàn rồi, tao không đéo an toàn đâu. Ở Con tao gì trên nữa hả? không, ở đéo có con gì ở trên đó. Sao đâu, mày bất tử chết nhiều mạng chả được. Nhưng mà mày lừa tao. Mày có cái phòng, có cái gì. Sao Tại mày vì chạy mày ngoài tin đó không? người, Mày nghe chứ. khi mà ai đó nói gì đó mày tin thì tin, nhưng mày vẫn phải cảnh giác, đó là quy tắc sống sót thứ nhất của tao. Ok đi à. Chả biết trong phòng có cái lùm, đây là có gì à, Chuột chết rồi. và một cái mảnh gì đó. Tất nhiên rồi, miễn là nó có nhiều mạng là chết nhiêu cũng được. Gì Gì vậy? đây, tôi ghét cô ấy thích nhìn thấy tôi té phải không nhỉ, chữ như cục cức. Giờ đây nè. Đi đâu giờ? Phương dưới với đi đâu? Ủa sao Duy mở cửa à? Có hai cái cửa phía hai bên dưới á, chia nhau ra, tao Còn bên biết cái cửa mày bên kia, tao mệt. Còn biết cái cửa đâu á? Ơi mệt ghê á. Ơi tao bị lỗi gì tao chạy được liên tục luôn á, hơi tao đang hồi lại nè. Không, không phải đâu. Cái gì á, tao đang chạy mà. Mày cửa gì hay? Không, anh đi chậm hơn con ma bọ. Không, đi nhanh quá. Cứ Đây nè, nhanh chị ở đây nhanh nè. đi, tao thấy tao chạy chậm hơn phần 1. Ơi chị ở chỗ tao mới chạy ra nè. Để quan sát nữa. Chắc là chậm phần Ở 1 nó có thì mặc áo này. Bước chân nó ở rồi. chuồng. Ừ. Ông lúc mà tụi nó chơi con này nó khác lắm mày, con nó bự hơn, nó mập hơn, với nó còn đéo mặc áo nữa. Chở đây cho đi chứ nha, nó đi xưa rồi, vô cánh cửa đi. Đúng rồi, mở cửa ra. Rồi. Cái phòng phòng tra tra tấn. tấn, cái điện nữa. Còn cái điện thì thằng kia còn đây không, vẫn vậy còn. vậy chứ mắc cười lắm. Rồi giờ làm gì đây? Nó kìa. Giờ giờ như này đi. Được. Đồ á non. Đồ non nãy bị nó giết. Tao nói với là tao đang làm video cho YouTube. Ai? Nói với thằng còn lại. Sao rồi? Tao mở được cửa đó rồi. Cái đó có gì? Kìa, Mới dí tra sao tấn. kìa. Đây là cái điện. Biên. Con Quá. này biên.
con nghĩ ra bằng cách này đi. Quá ngon. Con sâu nó nói ra bằng cách này. Ê, tao gạt cái cần đó xem cơ có gì thay đổi không. Tao thấy có cửa mở. Ở đâu? Trên lầu. Ồ, mời. Game vậy đứa dễ. Nào mẹ ơi. Thấy nói làm YouTube xong ao mẹ luôn. Đâu rồi? Sao ta chạy không được mà thể lực ta mất gì vậy ta? Nó kìa. Má không chạy mà thể lực mất thôi, mất nhiều vậy. Ủa đâu, đó đâu rồi? Ê xô mày hưởng ứng chạy coi mày đi nhanh không? Ơi yeah. Chạy không được, mày nhìn tới nè. À không, hình như trong màn này, mắt này nó chạy chậm ghê luôn á. Ừ. Mày té hả cung? Nhưng mà đi không nhanh bằng kia. Hết hồn vậy. Mặc dù tao cũng chả có cảm xúc gì nữa. Mày té mà. Mày là cứt mà. Chỗ ơi mày đâu à? Tao mới té xuống gì? Xảy à. Không, không đúng rồi. Xạo lồn. Hãy gặp người bạn mới. Gặp gỡ bạn bè. Ê, tao bị lỗi hay gì rồi? Sao tao chạy được? Chạy mà không mất sức. Nhìn này nhanh vãi cứt luôn, đéo mất sức. Trời ơi, không bao giờ. Ủa gì vậy? Ai biết đâu, nhìn nó như là một đứa. Đứa một con kiếm sĩ gì. Nó gì? Nó này. Trên tối quá. Wow, wow, ê, ê. Đi đó làm gì? Sao mày chết rồi chưa? Anh thì nó cứ nói luôn. Tao cũng chạy. Ôi, tao cũng chạy mà bỏ không mất sức rồi. Ừ, chạy đứa mất sức luôn á. Let's go. Let's go. Tối vui vậy? Để vô chân đi. Vì mắt này nó sáng. Ai bay, ta tới được nơi nè. Ok. Có lẽ như mình cần cái gì đó khác ngoài cánh cửa phát sáng. Mở ra luôn. Vô cửa phát sáng. Ok, cần có linh hồn để mở cửa phát sáng. Linh hồn bước. Đi nào. Nó kìa. Đi. Ủa này chỉ nhanh được chứ. Mà như cả hai à. Đâu bị gì vậy? Nó cầm cái chỗ đó rồi. Có con bướm mà. Sao bây giờ mà thấy ha. Tao chạy hai, tao chạy cái một thôi mà. Cái gì vậy? Quay này đó. Let's go. Cánh cửa hơn nhất. Giết tao tiếp rồi. Má phòng nhìn nó tối gì. Chở đi ngang qua đi. Phòng đéo bị dây xích không. Có lẽ như thứ gì được giải thoát rồi. Chắc là phòng này là phòng nhốt của con nãy. Chứ gì nữa. Lập luận thám tử. Nó kia. Chết mẹ vô rồi đéo thấy cửa đi ra rồi. Trời ơi. Ủa mày qua được chưa? Chưa, tao qua được rồi, tụi bay đã qua rồi. Không, tao nói gì chưa? Mệt. À, thấy rồi. Yes, yes. Ok, giết tao tiếp rồi. Cần linh hồn màu xanh. Quá. Mày vô hạn. Sao mày chưa? Có căng chỗ đó rồi. Hồi nào đi ra đi. Hồi nào đi ra đi. Thôi chỗ này trốn nước mất. Tự nhiên. Chửi tao tiếp tục. Không mày chế luôn. Có gì. Tự nhiên chửi tao ngu. Tao vô cửa kia chửi tao ngu. À cửa này chưa mở. Tới phòng trắng gì rồi nè.
Thôi mở cánh cửa ra. Thôi đi thôi, tao sẽ không mở cánh cửa này ra cho mất thời gian. Dạ. Con bướm nó được mở ca, con bướm được mở hơn 5 phút trước rồi. Trong lúc rồi bay chơi với con xa, chơi với con kiếm sĩ đó thì tao đã làm sắp xong mọi chuyện rồi. Gì đây? Chút nữa ta ỉa ra ăn vô chuột. Ủa giờ sao màn hình tốt xuống vậy à? Đây là cõi bị lãng quên. Lên. Điện thoại tao chưa tải xong nữa. Giờ tao có nút nhảy. Hãy sử dụng cái linh hồn. Nhảy lên coi. Không nhảy lên được. Hãy sử dụng cái linh hồn này để dẫn dắt lối đi cho bạn. Linh hồn nào? Mấy con bướm. Má tối vậy. Nhìn thấy mấy cái đèn nhỏ nhỏ cứt cơ. Không, như tao thấy em trai của nông dân này. Ồ. Tao nghĩ là anh trai. Con gì to lớn thế? Cơm. Bên ta thấy con gì to lớn đi ngang qua. Kệ mẹ nó. Ồ, nó đang đi xuống rồi. Hử? Đuổi theo nó chuột. Đuổi theo nó. Ting 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 ting. Lúc này nó đi ngang qua thấy nó luôn. Dù sao đường mình cũng đi theo mấy con bướm ở đây nè. Hoặc là không, đúng rồi, à, chả biết nữa. Đây nè, nhặt con bướm này lên. Đây. Tao chẳng biết tụi bay ở đâu nữa. Ở đây nè. Ở đây là ở đâu? Cứ đi theo ánh đèn. Ok. Đâu, biết đường đường. Con bướm. Ok, mình đi sang tao đó. Tao đi lên chỗ nào đó rồi. Đúng rồi. Tao thấy một cái cửa trắng. Đi thẳng thôi. Ờ. Let's go. Đéo gì. Chia nhau ra. Không, bên kia chắc chắn có cái cửa rồi đi rồi. Đi nè. Quán nói là mày chơi bích ghi không ngủ tao, tao buồn lắm đấy. Mà biết gì không, mình chơi bích tối, mình chơi bích ghi nhiều phải cức mà đâu ngủ đâu. Tại vì nó hay bật chế độ im lặng mà ngủ như không mà. Cho nên đâu bao giờ ngủ đâu. Nó buồn lắm. Nó hơi buồn đấy. Messenger, alo. Mà Zalo nó còn không có mini chat nữa mà. Cái gì vậy? Hello. Đang khóc kìa. Nè cho mày đi ngồi mới sống nè. Rồi tao đi đây. Chở linh hồn đi chợ. Nè cho mày đi ngồi mới sống. Có nhiều mà hơn. Mà ma hiền mà. Mở hai cánh cửa ra coi. Ô chứ. Con này biết đứng. Ơi. Con này biết đứng nè. Con này khác gì? Ai nếu đụng vô nó có chết không? Không. Đụng vô đi chuột. Chuột chẹo người đó rồi. Con này mất đầu rồi. Biết đâu chút nữa không nhìn cái nó di chuyển sao? Ấy cái tay nó trên đất nè. Tay chân nó trên đất đầy luôn. Thôi đi hẳn đi cho nhanh. Vô. Đầy tàn nhỏ này không à? Nhìn nó như Annabelle phiên bản tóc đen và bự hơn. Ừ, tao đi bắt đi. Đéo cái cửa này à, bè ơi. Ừ, chả gì ở đây kìa. Chả có gì ở đây. What the fuck? Tao bị ảo giác cái gì, tao thấy xe của con này lăn lên miếng. Chia nhau ra. Ừ, bị ảo giác rồi. Ai đi chung mình đi. Ba thằng, sao ba chia ra mà sao ba thằng đi chung vậy? Ơ. Nó biết đi. Chuột, dẫn đầu đi chuột. Nó biết đi chuột. Nó biết đi. Dẫn đầu chuột.
Không có rồi. Ok. Nó vẫn là mê cung. Tớ ghét mê cung. Mê cung trong bệnh viện nữa. Trời ơi, nó hết gì ý tưởng hay gì. Chìa khóa nè. Giờ thấy nó chạy nhanh bằng phần 1 rồi đó. Ừ. Mơ ba. What? Nghe nó khôn quá mày. Tao đi đường kia xong nó đảo đầu lại, nó đã bắt tao luôn. Nếu còn đường còn lại là đường gì đó? Tao chưa đi được bao xa của cái đó nữa, tao chết hai lần rồi. Đèn đây nó hoạt động chậm quá, chạy được hồi xong cái nó mới sáng lên, để biết đi đâu luôn. Ok, tao biết chìa khóa đâu rồi, tao sẽ qua lượm chìa khóa xong qua chỗ kia và chắc bên bển có cái cửa. Là mày nào cũng phải có một cái mê cung thế này hết trời. Yep. Rồi về. Nó đứng đó đó. Tao về rồi. Cho nó gửi đức đàm. Ơi nè. Bên chắc là bên cái cửa kia cũng có hả? Bên có gì? Bên cửa kia chắc có làm rồi. Rồi đi nè. Rồi đi đường kia coi có gì. Cái cửa chăng? Ê, con chuột nè. Gì vậy? Nó mới lao qua kìa. Tao đứng đi lấy sức. Rồi đi nè. Gì vậy chuột? Hey! Mở cửa. Ok, tao mở rồi. Có mất chìa khóa không? Có. Rồi về được. Ơi, đi xuống nè. Yeah, nước. Rồi chia nhau ra đi đường này. Ok, tao đi đường bên trái. Tao đi đường. Ok, đường này cục. Ba cửa này cao thế nhỉ. What the fuck, nhiều cửa quá chứ. Gì đây? Gì vậy? Linh hồn màu xám. Tinh thần xám. Ừ. Nó bự vậy nãy giờ không thấy hả? Rồi nó bự như cục cứt á. Trời, hồi sinh lại từ đây. Má nó bự kìa. Ít như mê cung này dễ hơn mê cung kia ha. Mê cung mà lết chè qua đây luôn. Nó bự quá cứt. Ủa, mình nhớ là tinh thần xanh là giờ làm gì nữa? Sao không biết, cứ lấy tinh thần trước đã. Công nhận, nó bự vậy mà không thằng nào thấy. Tao thấy á. Không. Chết rồi, đụng mẹ. Tao bay sâu hơn vậy, thấy nó. Ừ thì đó. Cái này bự hơn. Nó bự như cục cứt á. Bự ghê. Mã này hẹp, mê cung này hẹp ghê á. Hẹp sao nó không bự. Ôi, dí tao kìa. Nó chạy ra lại là. Má nhanh, tự nhiên thấy con ta chạy nhanh phải cứt. Má chạy đúng nhanh luôn á. Ôi. Cứt. Mình nhiễu sống. Run. Fuck boy. Có. What the fuck, có hai con mày ơi. Cái gì? Tao mới thấy nó có. Cái chỗ nhỏ cục cứt mũi á, hai con. Hay là ta đi ra coi tìm coi chỗ nó có chỉ cái cửa trắng nào không? Ủa mà có cái cửa trắng bên ngoài nè bay. Rồi, à, ok hắn rồi. Dễ gì đó. Rồi vô được chưa? Yeah. Thì mày hay nằm kiểu đó hả? Ai? Mày. Không. Chis.
đau cổ chấm gói chuối. Yeah, có đèn rồi. Có đèn rồi kìa. Nè, nằm đi. Tự nhiên đi vô đèn pin xong cầm lên đèn dầu. Phải. Có cái trắng làm sao không? Biết sao nó cầm đèn. Ôi đèn dầu này tuyệt vời vậy cứt. Tuyệt vời. Má nó sáng kìa. Bật lửa trong kia như đầu người rồi. Má nhìn cái người mày vàng khè luôn á. Ai? Người của con Xu nè. Nè, mày nhìn nè. Gì kìa? Mày vẫn không hiểu sao mày không thể nào trốn thoát khỏi thế giới của tao đâu. Rồi tao nghe, mày tao coi lại, tao thấy tao dịch mất ỉa lắm. Nên tao đã cố gắng dịch thế nào cho nó hay hơn. Ủa tao tưởng tao phải chạy, tụi mày phải chạy về phía sau chứ. Nè mày nhìn ngửi mày nè, đứng yên chiếu người xui đi kìa. Wow. Tại giam màu trắng nên nó dễ bị gì. Sáng chó luôn. Người vàng. Ủa này phải đi lại đường từ đầu không bay, sao có cửa trắng kìa. Đây? Chính nào rồi thôi. Đéo có linh hồn sao mở được. Ôi, có đèn pin kìa. Ủa có cái đèn pin ở đây mà. Đây là đường nãy mình đi mà. Chạy lên mày. Đây là cái mày cùng. Cái này thấy chạy chậm hơn nè. Ừ, người ta bóng loáng rồi. Người ta sao? Tắt rồi. Mày là vàng nghèo. Mày làm từ vàng rồi. Kem tao. Cái kem đũa bị ông trời vàng luôn rồi. Ok, em đi theo ăn. Đi theo mấy cái linh hồn mày. À. Đây nè, đường này nè. Đi chỗ. What? Tao không rảnh đọc bản đồ. Ok. Tao chả biết đường vô ở đâu nữa đó mà để lối ra đó. Ok. Đi lại từ đầu. À, chắc chắn là sẽ có con ma nào ở đây đúng không? Không. Có. Con ma nãy là con gì? Là ba anh mình. What? Sao đèn tao bị què giờ chia nhau ra đi. Kệ. Chăn máu. Chăn máu là mình đi về cái chỗ ban đầu, chỗ mấy từ mấy cái chỗ cũng chỗ mấy con tượng hết. Ok, cái hàng. Sao đèn tao bị gì vậy cha? Đèn đây hoạt động như cứt á. Sáng nhưng mà đi được hồi xong nó mới đi là được cái đèn nó mới tới chỗ mình được. Ok, tao không chạy nữa đâu. Ô, tao chạy đây. Nó nhanh phải. Đi nào đi. Ở muốn vô đây để xem bản đồ. Bản đồ này nhìn nhỏ hơn bản đồ, nhìn nó không dày bằng bản dài bản đồ kia nhưng mà nó bự hơn xíu đây. Ok, mình đi vào lối ra vô. Giờ mình đang ở này hướng này, rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, sau đó đi ra ngoài rẽ về hướng này rồi đi hẳn rồi quẹo trái rồi. Ok, quẹo trái đúng rồi, quẹo trái rồi đi lên đó rồi xong đúng rồi, nó dễ. Rồi bây giờ chỉ cần đi ra ngoài hướng này, quẹo trái rồi đi lên thẳng quẹo trái tiếp. Hay là mày cần cần que gì đó. Map 2.0, map 2.0 rồi. Không. Ok. Trời đó, đi đường này nè. Kệ mẹ mày, mày chết hoài à. Vô dụng. Trời, nó tao vô dụng. Mày vô dụng. Có lúc nhảy rồi nè. Như đó là hàng. Thôi anh đã đi được bên đây rồi, sau đó mình đi ở đây mình
Mình quẹo qua hướng này. Rồi đang đi đến đây nè rồi. Coi là đeo đúng. Mập. Đeo đúng rồi. Quay lại chuột. Map 2.0. Map 2.0 nhìn cứt á. Trời. Làm gì làm đi tao biết đường rồi. Cái đèn gì cục cứt á nó không tới chỗ tao được. Tao thấy đèn được mà. Không như kiểu đèn nó chậm á. Chuột. Chuột. Ôi nó nhanh. Trời ơi. Tao nghĩ là mình gặp nó mình núp được không? Núp vô mấy cái hang rồi đó. Đúng mẹ không sao chơi nữa, game như cục cứt rồi. Đi đường này theo ta chuột cho biết đường ra rồi. Đầu tiên là đi lên đây. Quẹo vào đây. Tống chạy. Căng thẳng ghê, không biết nào nó dồ ra nó đánh mình nữa. Tao thấy cái hồ. Tao chả thấy gì nữa rồi. Ủa tao thấy mày nè. Trời ơi. Hãy dụ nó đi đi. Ừ. Chúa cần sao mình. Mày quay em mất xích trời. Ôi. Ủa sao vậy ta, nó cứ ở đó hoài sao mình ti được, cái chỗ đó chắc chắn là đúng rồi. Ủa chuột chết luôn rồi. Ba đứa được mày, nó giết ba đứa lúc luôn kìa. Ủa khoan. Nên đây là gì? Ủa đây chỗ nào vậy? Ủa mình có gì sao bám đây đâu? Ở đây nè. Ờ. Lấy xem bản đồ. Ok đi tiếp nè. Chuột đi chung chuột. Đi chung với chung. Má nó rồi. Mẹ tao rồi. Không. Ok. Chuột đi nè chuột. Không biết có cần cái kẹo đây nữa. Cần cái kẹo. Đi nè. Nhớ rồi đó. Mày biết mấy cái kẹo mà nó bán bên. Cái gì? Đi theo tao. Mấy cái cục, mấy cái cây kẹo bự nó làm á, xong á nó bỏ ba cái kẹo vô với lại một cái đồ chơi nhựa vô chổng á, bảy mấy mã lên giá bảy mấy ngàn cây mày. Ừ. Má chuột nó mua về. Bữa đó chửi nó quá trời luôn. Nó khóc luôn. Mua cái kẹo gì mà. Nói bây giờ qua mua thêm cái kẹo nữa cho tao mày chơi chuột. Mua hai cái kẹo mới đưa cây. Đụng mẹ về nhà cái kẹo bấm cháy đèn được ngày hư. Hư mẹ rồi. Đụng nó kho. Ai chửi chuột. Ai cũng chửi nó đó, tự nhiên đi mua cái kẹo cứt về. Chưa chậu biết chổng có mấy cái kẹo không? Bốn. Với lại bốn cái kẹo đó còn đéo gõ nguồn gốc nữa. Ăn vô bệnh chết mẹ luôn. Ở đó mà mua ba cái xạo lộn. Nó tự mua hả hay là nó đòi mua đi với ba tao á. Ba tao đâu ổng đâu biết gì đâu. Ổng không có biết bao đồ đó đi. Nên nó đòi mua là ổng cho nó mua. Đi nè chuột. Hướng này đi. Hướng này là đúng rồi nè. Chia nhau ra đi, đứa nào xui bị bắt. Nè chính là hướng này. Let's go. Một tham. Rút nó nhanh vậy. No. No. Ừ, đây là con ma nhanh nhất luôn á. Ừ, nhanh vậy. Tao ghét chấp tờ 2 rồi. Không thể vượt qua. No escape. Ơi, chuột. Tao nghĩ chắc là phải có hai người dụ nó mới được. Dù đéo gì chà. Một thằng cho nó xuất hiện xong. Xong bị giết xong kia chạy ra xa chỗ đó ra.
làm như kế hoạch, làm kế hoạch lắm, cuối cùng như cất cả, tại vì nó nhanh quá mà. Chứ mày nghĩ ra kế hoạch nào nữa? Tao chả nghĩ kế hoạch, kế hoạch của tao là chạy đến nào tìm thấy được lối ra. Đi chưa? Nó spam chỗ đó, nó đi được một vòng xong cái nó spam vào chỗ đó, nhưng mà mấy cái chỗ mà mình, mấy cái chỗ bình thường thì nó lại không đi, đi không nổi nữa. Chưa? Dẫn đầu chưa? Bây giờ tụi bay Đừng ăn chết thì nha. ta sẽ bắt đầu chạy, Đừng ăn nha. gặp con này chạy là vô ích rồi. Má, video kia 33 phút rồi, hết được chapter 1 rồi. Video này Rồi tao thấy một đường nào đó. Một đường nào đó. Một đường nào đó. Biên. lên chạy đi, Hay là nó cần linh hồn nữa. cứ chạy. Ủa, đây là đường đi về mà, mày xem coi có cái đèn pin nằm dưới đất không? Đây là đường mình đi vào mà. Đúng má. Xong ốc mẹ nó chạy sao, nó chạy về ra ba chỗ ban đầu luôn rồi. Tuyệt Đi vời lắm, tuyệt vời, siêu tuyệt vời, tưởng thế nào. tưởng thế nào cũng thông minh. À quên, mình còn cái map mà. Má, phải cứ Đi bảo sao chưa? đéo qua ai dí mà vẫn chuột về luôn hả? Chỉ bằng Đi là chưa? Chưa. Rồi đi thẳng đi. Chưa. Dẫn đầu. Dẫn đầu chưa? Quay vừa phải. cứ vô chỗ này gặp nó chết nè. Quay trái. Ôi, ta thấy được cánh cửa rồi, thấy được cái lồn gì sáng trắng luôn mà, những con bướm vậy tức ghê á. Má, Chưa thấy vào được, chưa? thấy được cái cửa luôn á. Nó chạy nhanh với cứ. Tao chưa kịp phản xạ nữa. Tao biết đường rồi, tao biết đường rồi. Đầu tiên là đi ra đây nè, dọc lên đây nè. Tao chưa kịp phản xạ nữa. Nó chạy nhanh với Đường cứ. này nó không khó lắm, nhưng mà mắt này cũng chủ yếu là rồng. Đi nè. Đâu ra hoài vậy ta? Boss thì gì, mới có chapter 2 mà gặp boss rồi. Còn mấy con chapter còn lại nó nhanh tới cỡ nào nữa. Người thì chân như cứt. Chỗ của mày đâu rồi? Trời ơi, chia ra đi dụ nó đi, tao có đường rồi. Thấy cái cửa là xong cái nó bồi vô luôn. Nhưng mà tao nhớ đường đó đó rồi. Run fast. Đó không bật đèn nữa. Em phải Ủa? đại hồng bát girl to square. Dừng lại chỗ chỗ từ đầu rồi. Má, tụi bay vô đây, bay dụ nó giùm tao coi. Quên mẹ đường rồi. Đâu để nhìn lại coi. Bởi vì nãy giờ nó canh tao miết à. Tao thấy được cái đường rồi, nhưng mà nó nhanh quá. Giờ chơi solo kiểu gì trời? Rồi mới có chapter 2 đặt boss rồi. Đặt nguyên con boss luôn Ok. Má, canh ở đây luôn rồi. Chứ tất cả cái đó là biết là Để tao thử. chia ra bay. Sao mày chưa vô hang nó bị đau vậy? Tao biết. Đi đường này nè, đi đường đi chúng ta nè. Tao biết mày đâu đâu. Tại vì mày đi trước tao mà. Thì đó.
Nhầm đường hả chưa? Đây này, đi đường này nè. À không, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quậy ở đây nè. Sao đi đường này nè. Ờ chết như lộn rồi, sao đi với chuột tao quên hết trơn rồi. Tao thấy cửa trắng nè. Đấy, cất, có gì không? Mở. Tinh thần. Vãi cứt. Đi kiếm tinh thần rồi. Đây là màn khó nhất là tao. Đúng, video này đã dài video trước 3 phút rồi. Dạ chưa biết là xong cái này, đã xong được cái chapter này chưa nữa. Đi kiếm tinh thần chỗ. Mẹ nó tinh thần. Thì nói con chạy nhanh nhất đâu chừng thấy. Đấy à, nãy giờ đâu phải mình mày nói vậy đâu chưa. Ta chạy đường về kia ta thấy tinh thần đâu không? Ở như nhìn mình thấy nó trên đường mình không để ý. Hay là nó đang canh chỗ tinh thần. Tinh thần chắc nằm trong chỗ mấy cái hàng á. Đi chỗ chia nhau lại kiếm tinh thần xong mày đi về cái cửa nó rồi. Chia nhau lại kiếm tinh thần chưa? Kiếm spirit. Kiếm linh hồn. Linh hồn thường là soul chứ, nhưng mà spirit nó cũng tương tương. Your soul is mine. Ê, có cái cửa đường này đi vô được nè. À không. Ê, cửa đóng được nè bấy. An toàn 100% luôn. Lại cứt. Có cái cửa này là chắc bất tử, chắc bất tử rồi. Sống chui đây chờ đến sáng rồi làm gì làm. Quá đi nhanh quá cứt. Ôi, có nhiều cánh cửa chui vô đóng lại được lắm mày. Sao kêu tao ghét kêu chắc thứ hai này. Tao chả biết nữa, đây là biện pháp an toàn. Tao ghét cái chắc thứ hai này. Đổi qua chắc thứ ba. Hay là 21%. 21% làm sao chứ? Nhà sau còn có cái giường được. Lần sau mày. Ủa lộn, đi lần sau mày. Ôi. Từ từ. Cảm giác nó sẽ lèn qua đây. Ừ. Tao đứng giữa đi. Bây giờ của mày đâu rồi? Tao sẽ chạy. Ok. Ủa, đây đó. Ở đi hướng ngược lại, đi hướng ngược lại, chạy nhanh lên. Vô đây tìm linh hồn mày. Thôi vô đây đóng cửa lại. Shit. An toàn rồi. Chùa, cái nói vô nhà luôn rồi kìa. Sao mày chơi cái game nào kinh dị là mày núp không vậy? Để xem bức hình nha, mà để phân tích bức hình nha các bạn. Nhìn ngoài cửa sổ rồi, tao thấy nó không? Nó cho tao cảm giác như được. Sâu. Sao hơn mày? Vô đây. Người đó. Xem mấy cái bức tranh đi. Đồ mẹ, có một bức tranh nè. Rồi, vô đây núp được nè.
bước chân đóng bước chân luôn. bước chân tao chả nhìn thấy gì cả. Má là tao chẳng muốn mở cửa đi ra ngoài luôn nè. Từ 1, 2, 3 thôi chuột đi nè. Ừ đi đi bay chuột. Má tao gặp tụi bay là tao biết đi sai hướng rồi. Chuột đi chứ đi. Chuột đi chứ đi chuột. Ở sao mày đi hướng ngược lại? Tại vì chia nhau ra mà. Ừ. Tao sẽ đi theo mày. Chuột chui vô cửa rồi, nãy giờ mình đi một đường vòng. Trời ơi, hãy nó đi ngang qua luôn á. Đi ngang trâu ở trong nhà. Ơi, nó nằm trong cái hang á. Biết tay cái gì mà trắng luồn quá, tao đâu muốn đi vô nữa. Ở chỗ này lạ quá bay. Tuyết kem của mày đó. Không, cái chỗ đó chỗ dẫn lại từ đầu á. Không phải. Chẳng luôn. Chỗ dẫn lại từ đầu đó Bin. Biết là vô chỗ mát nó có linh hồn đó sao? Mẹ bắt đại con bướm đây coi. Nó đâu á? Bắt con bướm là linh hồn á. Biết đâu mát nó có để linh hồn nằm đâu? Chuẩn có chỗ chưa khám phá nè. Bây giờ sẽ đi khám phá chỗ đó. Không, cắt nó sẽ hiện ra chữ cấp cúp. Mày cắt bằng ảnh của mày cũng được mà. Đâu, cắt cái đó nó cắt kiểu như cứt á. Cái đó đụng mày cắt nguyên cái khúc ra. Mày cắt từ khúc đầu khúc cuối này nọ. Chứ nó không có cắt được liền nữa. Chưa đang nghĩ lên chút. Cắt trong ảnh như cứt á. Gieo dại đâu dại. Xem thôi. Cứt cứt. Không mấy bạn. Video dài tiếng thầm mọi người. Ừ chứ video được 5-6 phút sao. Cái chapter này khó mình chơi khó. Ơi chạy ra ngoài coi. Để mày bị giết còn tao còn đi lấy linh hồn nữa. Hello chuột. Chạy ra ngoài đi bay. Tao mới thấy đi ngang đây á. Bye bye chuột. Chuột mạnh mẽ lên chuột. Cố gắng lên. Nhưng chạy mà... luôn. Siêu sức mạnh mày mà, robot mà. Nhưng mà sao mày vẫn ở trong nhà? Biết con chuột tên trang phục con chuột dịch ra gì không? Robot bãi rác. Rác robot. Robot rác. Rác robot. Đi mất chân. À, qua đây chú từ đầu à. Đây là mấy chú từ đầu. Chứ chỗ mấy bướm đây là sao? Thế à. Ủa vì robot chân nó có bắn xì cho nó không gần. Tại nó ngu. À chết. Khi nó chạy sao nó không gần ta. Ảo thật thế. Chạy nó còn gần được nữa. Ảo thật thế. Nãy giờ không gặp nó ta. Chuột ơi đi ra khỏi chỗ đó đi. Hello Bin. Lâu rồi mới nhớ được con có báo cáo. Biết đâu mở mấy cửa này ra sẽ có chỗ có con đó. Không, nhà nào cũng giống nhau. Nhà nào cũng như cứt.
Ok, đi lại cái hướng này tao nói đây. Rồi, chạy hẳn hướng này. Hãy lộn. Nãy giờ không có dưới rồi, dấu hiệu bị giết đó, làm tao chả an tâm khi đi trên đường cái nào. Mà con chuột cút ra khỏi cái nhà đó. Đó. Cút ra khỏi cái nhà đó. Cút. Đi ra ngoài chuột, ai cũng chơi mà. Đi kiếm đi, video dài lắm rồi. Tụi mình đừng nói đi kiếm nè. Đây. Chắc chắn là chỗ nãy rồi, đây chỗ duy nhất mình chưa tìm. Nhưng mà làm sao để vượt qua nó? What the fuck? Sao chỗ không? Ủa sao nãy giờ tao đéo thấy ta? Trời ơi. Chị biết chỗ sông ở đâu á? Mày nói biết đúng cái sông không? Let's go. Lát chết giờ. Nhà có cứt hết chưa? Đây là số cái hồ cốc. Đây. Đây. Tao cũng chả yên tâm chứ nào cả. Chưa vô nhà nấp. Không. Cái chỗ đó có nhiều chỗ mày. Nhiều chỗ. Đâu có gì. Không phải chỗ này đi nè. Sao mày giỡn vậy? Đụng mẹ nó vốn dĩ đâu đuổi theo tao. Cứ nó đuổi tao tao chết rồi. Đuổi kỹ cái tay rồi. Chúng mình nó có nhiều chỗ thì hay là mình hãy chia ra tiếp này. Rồi nghe biết kiếm mất chân gì. Tôi đi đường này. Chuột. Ê chuột. Chuột nó núp ngay chỗ đó luôn á. Mày. Chuột ơi. Chuột, sao mày vẫn núp chuột? Đi ra. Ơi, đang gần đây á. Núp vô nhà, núp vô nhà. Núp nhà, đóng cửa, đóng cửa. Ấy, tụi mình vũ lại đây đi. Cho thằng Xu nó đi lấy chìa khóa. Ấy, dựng nó vô nhà xong đóng cửa lại. Chắc đéo được đâu, giết mình ngay à. Rồi Xu. Không biết chỗ nào đâu mà tìm. Rồi mày cứ đi đi, bây giờ tụi tao đang vũ nó ở đây rồi. Chạy xung quanh đi chuột. Mày đó. Không, mày biết mày tìm được cái linh hồn mà tao đấy quyết định đâu. Tao với con chuột đây ngay đây. Nhưng mà tao không muốn làm việc này. Ơi nó đi rồi. Ra xem hết chưa? Không muốn làm việc đóng này. Cửa lại chuột. Tao không muốn làm việc này một chút nào cả. Vậy hả? Tao sợ. Ô
Dạ coi. Tiếng bước chân. Đây mẹ ăn chuột rồi. Chạy sửa, chạy liên tục để tạo để cho nó tự ơi tìm thấy cửa trắng rồi nhưng mà đéo có linh hồn. Lượm linh hồn mới nghe mấy xuống. Nó có bao nhiêu con vậy? 1 tỷ con. Hay là nó phân ra. Ta thấy đây là một series, đây là một gì ta? Đây là một gì ta kiểu như kiểu là một cái, đúng rồi, một cái series rất là triển vọng nên ta không dừng lại đâu. Ngay cả ở phút 50. Cái khúc này ta sợ. Người ta chẳng biết làm gì cả. Vậy là có một con đang ở chỗ con chuột mà vậy sao nó vẫn còn dí mình được. Cái mát này bắt đầu. Ô, linh hồn. Đừng nhìn coi. Ta không tập trung được. Rồi. Chắc chắn đây sẽ là chặng đường kết thúc. Tao nhắn thêm một ký hiệu cho mày thêm may mắn hơn á. Nhưng mà ít nhất bây giờ tao biết chỗ linh hồn đâu rồi. Đi phía này. Đâu mày đâu, để tao đi chung nhé. Chết đi. Tao hồi sinh rồi. Tao đang nhắn tín hiệu. Cứ xem đi. Nhầm đường rồi. SOS, SOS. Thấy mày rồi. Ờ nó hướng nào nhỉ, hình như bên đây nè. Tôi quên mẹ rồi, đúng rồi đây nè. Đúng rồi đó. Má, cái hướng cửa vậy, hướng hoa nó ở hai hướng kiểu là đụng mẹ. Hay đéo thể nào mà khác biệt hơn nữa. À, chết nhầm rồi, điệp mẹ đáng ngã hoa phải nằm bên đây mới đúng. Nó hết tiếng bước chân rồi kìa. Ta lấy hoa xong ta giọt ở đây liền mà. Hoa ở đây nè. Nhưng mà bên chuột hết tiếng bước chân kìa. Nó kìa. Tao tưởng mày đang nói nó kìa. Nó nào ở đây nữa. Nó. Nó đó. Ok, đi tìm cửa rồi nào. Chia qua đi. Đi chung ổng mà đi đường này nè, đường đó đúng rồi đó. Tao đi đại đó. Không, đường này dẫn về. Tao không trả tin đường này đâu. Come far away with me. Come far away. Ê, đúng rồi. Let's go. Miếng sức lực nữa, cho tao miếng sức lực của... Mày cút ra ngoài vụ đó. Trời, đường đó là đúng rồi đó. Giờ sao đây? Tao nhìn người tao quen thuộc là chạy ra miếng nữa. Má luôn.
Ở chết mẹ quay lại đường ổng rồi. Phía này lấy hồn. Giờ phía bên kia là cửa hả? Ừ. Mày biết tụi mình kẹt ở màn này bao nhiêu phút rồi không? 3:20. 20, ừ. Ở chết lộn rồi chưa? Thế hả? Tao thấy màn hình tao chạy nhanh hơn. Cũng như giống như cái khúc mà ở trong cái đường ống của tao. Nếu... rồi tao thấy cảm giác tao chạy nhanh hơn là tao rồi xem tin nhắn đi cứu chết là tao mất lạc hương tao lạc hướng cái bông hoa rồi bên đây nè SOS sai mày ơi xin cứu 0852 cô nghe gì mà đúng tụi mình đi ra ngoài đâu rồi. Ok. Làm gì làm. Tao sẽ làm theo ý chí. Thử thách vượt khỏi màn này trong 4 phút. Bắt đầu. Một cái xe người. Kèn chỗ ghi cút kìa. Biết anh ghi gì không? Nó ghi cút. Không ghi chữ cứt cứt. Sưu, dụ nó đi sưu, tao có về đồ rồi. Đồ tao có được đời tao có linh hồn rồi làm công việc cao cả nhất đi. Tao cứ tưởng khi mà tao chạy nhanh lên thế thì tao sẽ trốn được đó ít nhất một lần thôi ấy nó đi hướng đó rồi nhưng mà hướng đó là cái hướng mình cần mà mình cần đi đến hướng đó đầu tiên đi cút ra kìa cút nội mày. Nếu trở về hồi trẻ mà sẽ làm gì chưa? Chị ơi, chị phá hàng phá sớm. Không phải làm hải, mà không làm hải tặc hả? Chuột, ra khỏi căn nhà đó ngay. Ra khỏi căn nhà đó, dụ nó đi chuột ơi, tụi tao biết được đường ra rồi, nhưng mà nó cứ đánh. Nó... ra khỏi chỗ đó đi. Ra khỏi chỗ đó đi, chạy xung quanh đi chuột, đi phá làng phá sớm đi. Làm hải tặc đi. Dây đu chơi xe, phải xe. Đúng rồi. Rồi, mày cứ chạy ra cho nó giết hoài đi. Baby. Không, đừng kêu ra nữa. Hèn gì tao thấy màn hình tao nhịp chạy nhanh hơn. Tại sao? Nó dí ngay đằng sau lưng. Wow. Ê, tao nghĩ sắp tới nơi rồi. Tại vì nó không còn ở đây nữa. Hành trình của sư thức cùng bướm. Yeah. Ủa nhầm đường. Yeah. Đây rồi. Nhìn lên cho tao miếng sức lực. Yeah. Ủa phải hả? Ủa đéo phải hả? Ủa Cái cửa mà hình giống như cửa hang á. Gì đại? Ở kìa mày kìa. Ơi Bin, chuột dịch mày. Đại nha. Quay
Trời, tao cảm giác đái xong là mình có thể vượt qua màn này được đó. Đây là video dài thứ hai trên kênh đó mày. Một tiếng 28 giây. Sao còn nhiều ghi lắm. Nhưng mà đâu. Wow, 1 tiếng 28 giây. Wow. Là 40 phút rồi đó. Chia nhau ra bay. Giờ nó thuộc đường lấy cái cánh bướm như cứt rồi. Chắc là tao kiếm cái cửa chui vào. Giờ chờ nó. Rồi đi hả ta chờ. Rồi đi lên trước đi chờ. Ôi chui vô cái cửa, chui vô cái cửa. Tao chui vô cửa kìa rồi. Linh hồn. Tao đã lấy cái bài tâm vô nữa. Miền ơi. Miền biết sao lấy cái bài tâm vô nó. Đằng sau mày. Hai. Chung. Tao vừa lấy bài tâm vô hả? Nè, đi, con kia. Đi cho tao. Người nói con kia cao hơn 2 mét á. Hay là 5 mét. Tao sẽ im lặng để cố gắng tập trung và không cầm đèn. Ta cảm giác cầm đèn dễ dựng dễ bắt hơn. Im lặng nè. Nóm nợ tụi nó cũng me cái chỗ mà mình chạy thôi, mình trốn hết rồi mà. Cứu mày khỏi chỗ đó đi, cứu mày khỏi chỗ đó đi. Hai thằng núp luôn rồi. Không, ta núp với linh hồn. Và bây giờ mình sẽ làm cuốn hành trình định mệnh nha. Mấy tụi phải chạy ra bây vụ nó giùm tao coi. Okay. Nó luôn đứng ở cái chỗ cái cửa. Muốn đi tụ máy thì chưa chứ. Cái cửa là hướng bên đó rồi, nó đứng nó biết luôn á. Tụi cái game này bị lỗi rồi. Ok, video đây là dài rồi thì do cái này quá là nên do cái map bị lỗi nha các bạn, nên phần tiếp theo mình sẽ bắt đầu với chapter 3. Chứ không phải là do gà. Tất nhiên rồi. Hay mình nên cho nó thêm vài phút thử nữa không? Không. Ok.